Nhất Khanh kính chào khán giả của Người Việt TV. Bản tin trưa thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2016 là gồm các tin chính như sau. Nạn nhân đầu tiên của hồ sơ Panama là Thủ tướng Iceland từ chức. Kinh tế Việt Nam, mỗi tỉnh là một sứ quân. Phụ nữ Mỹ khi về già thường yếu hơn nam giới. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Iceland là Sigmundur Skálason đã loan báo từ chức sau vụ rò rỉ hồ sơ Panama, tiết lộ ông và phu nhân mua một công ty ở nước ngoài từ năm 2007. Ông Sigmundur là một trong số hàng chục nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo trên khắp thế giới bị nêu tên trong hồ sơ Panama bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca. Hôm qua, ngay trước Hội Quốc hội Iceland, một đám đông đã tập trung biểu tình đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Sigmundur. Hồ sơ Panama Papers rò rỉ tài liệu của công ty Mossack Fonseca cho công ty này đã giúp khách hàng, bao gồm nhiều lãnh đạo cấp cao và các tay to mặt lớn trên thế giới rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt và trốn thuế. Tổ hợp luật sư Mossack Fonseca ở Panama, trung tâm điểm của cơn bão tài tiếng tẩu tán tài sản và rửa tiền. Panama Papers có văn phòng nhiều nhất là tại Trung Quốc. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc năm 2011, cán bộ tham mô chuyển tiền cất giấu của nước ngoài khoảng 120 tỷ đô la Mỹ. Đến đầu năm 2016, báo cáo chính thức cho biết, chỉ trong vòng 18 tháng, số tiền doanh nhân đưa ra từ ngoại quốc là 1.000 tỷ đô la. Theo tin của AFP, khi phân tích hàng triệu tài liệu bị tiết lộ từ tổ hợp luật sư Mossack Fonseca, các cơ quan truyền thông đã tìm thấy tên tuổi của những người trong gia đình giới lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, Bạc Ly Hai, Khải Thắng Thăm cho đến Tập Cận Bình và những triệu phú tỷ phú mới của Trung Quốc cũng là khách hàng của tổ hợp luật sư này. Việt Nam từ hơn 41 năm qua, kể từ năm 1975, đã là một nước nhưng lại có tới 64 nền kinh tế chọi nhau theo kiểu sứ quân, không liên kết hàng ngang cũng không nghe lệnh từ trên đưa xuống một cách nghiêm chỉnh. Theo một cuộc hội thảo quốc tế về chủ đề liên kết vùng của 63 tỉnh thành với nhà cầm quyền Trung ương Hà Nội, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, than vãn rằng vì mạnh ai nấy chạy nên gây ra những tổn thất to lớn mang tầm vóc quốc gia. Ông Thiên còn mô tả tình trạng hợp tác, liên kết giữa các tỉnh thị để phát triển kinh tế tại Việt Nam là kỳ dị vì không nằm cạnh nhau, chỉ ôm nhau và không làm gì. Tức là mạnh ai nấy làm, thậm chí còn gây khó khăn cho nhau, đạp lên nhau để mình có thành tích cao hơn. Ông Thiên nêu ra trong buổi hội thảo, đua nhau làm khu công nghiệp, đua nhau làm cảng biển, tìm cách gây khó khăn cho tỉnh bạn, ngăn sông, cấm chợ là những biểu hiện khá phổ biến, gây ra những tổn thất to lớn cho cả nước. Điển hình là tỉnh kia vẽ được trò đầu tư mà tỉnh khác không có, dẫn đến hệ quả là hàng loạt khu công nghệ, công nghiệp, khu đô thị bỏ hoang, nông dân bị cướp đất, mức sinh kế đi khiếu kiện quanh năm trên cả nước. Một chuyên gia về Việt Nam nhận định rằng, rõ ràng cơ chế đẻ ra 64 nền kinh tế làm hại đất nước là Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có ai chịu trách nhiệm về chế độ sứ quân này, nên Việt Nam mới trôi vào khủng hoảng như vậy. Theo kết quả của cuộc nghiên cứu mới nhất được đăng trên trang mạng United Press International, thì phụ nữ Mỹ sau tuổi 65 thường sống lâu hơn nam giới nhưng lại gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe hơn. Cuộc nghiên cứu cho thấy tuổi thọ của người dân Mỹ ngày càng tăng lên trong 30 năm qua, trong đó nam giới tăng thêm 5 năm, còn nữ giới chỉ tăng 2 năm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của trường University of Michigan và Syracuse University cho biết, phụ nữ khi về già thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe hơn nam giới. Các nhà nghiên cứu đưa ra lý do khiến phụ nữ ít năng động hơn về già so với đàn ông là do nữ giới có nguy cơ bị viêm khớp, trầm cảm, mất trí nhớ nhiều hơn nam giới. Cuộc nghiên cứu của University of Michigan và Syracuse University kết luận rằng phụ nữ trước kia từng có tuổi thọ cao hơn nam giới và sức khỏe cũng tốt hơn sau khi về già. Tuy nhiên, chiều hướng này không còn đúng với nhiều trường hợp hiện nay và giới khoa học cần có nhiều thời gian để nghiên cứu và biết rõ hơn. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ tư 6 tháng 4 năm 2016. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.